Xin chào các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối tay điều khiển Flykai i6X với GX-G9B hay còn gọi là pin tay điều khiển với GX. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành một số cài đặt trên tay điều khiển. Các bạn mở tay điều khiển lên, chọn một mod để chúng ta lưu cái GX này. Các bạn nhấn giữ OK, bấm OK để vào System, bấm OK để vào Model Select. Các bạn chọn một mod tùy thích bằng cách bấm Up hoặc Down. Ví dụ mình chọn mod số 4, các bạn nhấn giữ Cancel để chọn mod. Sau khi chọn mod xong, các bạn sẽ bấm xuống phần GX Setup, bấm OK, tiếp tục OK để chọn GF Standard, chọn Z, bấm OK, chọn AF HDS. Các bạn bấm OK sẽ không được, cho nên các bạn sẽ bấm giữ Cancel giúp mình. Sau đó các bạn Cancel ra màn hình chính và tắt tay điều khiển đi. Như vậy phần cài đặt tay điều khiển đã xong. Tiếp tục đối với phần GX, các bạn sẽ kết nối dây pin để chúng ta kết nối. Đối với GX-G9B, dây pin nó sẽ nằm ở trên cùng. Các bạn cắm như thế này. Sau đó các bạn sẽ cấp nguồn cho cái GX này. Ở đây thì mình sẽ cấp nguồn cho nó bằng cái ESC của Skywalker, hoặc các bạn có thể cấp nguồn 5V cho nó là cũng được rồi. Rồi mình sẽ cắm vào kênh 3 để một tí nữa mình sẽ điều khiển nó. Đối với tay điều khiển của mình thì cái cần ga nó nằm bên tay phải. Thì đối với những bạn có tay điều khiển cần ga nằm bên trái thì chúng ta sẽ làm tương tự. Sau khi kết nối dây xong, chúng ta sẽ ghim điện. Thì khi cấp nguồn cho ESC thì đồng thời điện thế 5V sẽ được cấp cho GX. Do dây của mình lỏng cho nên là nó sẽ bị mất một số tín hiệu. Rồi, mình đã xỉn dây lại. Thì khi mà các bạn cấp nguồn thì cái đèn báo của GX nó sẽ chớp như thế này. Trên điều khiển các bạn nhấn giữ nút, nhấn chỗ này, rồi các bạn bấm bật nguồn lên. Ngay lập tức đèn trên GX sẽ ngưng chớp. Tiếp theo các bạn sẽ rút dây pin ra. Sau đó các bạn cancel để thoát ra màn hình chính. Như vậy là quá trình chúng ta kết nối hay còn gọi là pin tay điều khiển Flykai i6X với lại GX-G9B đã hoàn tất. Bây giờ mình sẽ test thử. Mình sẽ tắt tay điều khiển đi, rút nguồn điện ra. Sau đó mình bật tay điều khiển lên lại và cấp nguồn cho ESC và GX lại. Thì lúc này tự động GX và tay điều khiển sẽ được kết nối với nhau. Như vậy ở đây mình cắm ở channel 3 tương đương với kênh ga ở bên phía bên tay phải này. Nếu bạn nào bên tay trái thì nó sẽ nằm bên tay trái bên đây. Rồi khi mình lên, mình đẩy cái channel 3 lên thì nó sẽ làm quay động cơ. Như vậy là chúng ta đã pin thành công tay điều khiển Flykai i6X với GX-G9B thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có gì thắc mắc hãy để lại dưới bình luận, mình sẽ phản hồi. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.